Như vậy thì chư tăng cầu nguyện trong cái buổi lễ Vu Lan, thì khi mà nguyện cho bà Thanh Đề chuyển cái tâm niệm tham lam bỏ sẻn trở thành tâm từ bi hỷ xả, liền đó có sức mạnh bà cảm được cái niệm lành đó, cái nguyện lành đó, bà liền chuyển được cái tâm tham lam bỏ sẻn của bà, cho nên sau đó bà được sanh về cõi trời Thiên Hoa Quang. Đó là cái câu chuyện ở trong kinh Vu Lan, mà chính câu chuyện đó chúng ta thấy rõ cái ý nghĩa chánh báo, y báo hết sức là cụ thể, phải không? Nghĩa là tâm chuyển thì cảnh chuyển, còn tâm không chuyển thì cảnh không chuyển. Mà tại sao một mình Ngài một kiện liên không chuyển nổi? Bởi vì cái sức chú nguyện, cái sức tinh thần đó nó chưa đủ để xoay chuyển được cái tâm của người mẹ, mà phải nhờ nhiều người. Mà cái điều đó người ta thấy như huyền bí, như sự thật không có huyền bí gì hết á. Mà bây giờ chúng ta nghĩ rằng mỗi chúng ta đều có cái nhân lực, điện lực á, phải không? Mà nhân điện của mình á, nó có một cái sức mạnh. Vì vậy mà có nhiều người họ trị bệnh bằng cách thoa vuốt sơ sơ thì cái bệnh nó hết, là nhờ cái họ luyện cái sức điện của họ mạnh à. Thì ở đây cũng vậy, chư tăng chân chánh tu hành thì có một cái tâm niệm thanh tịnh trong sáng, mà cả trăm người cùng hướng về một điểm, thì cùng hướng về một điểm thì tự nhiên có sự cảm ứng cho cái tâm người mà được thụ nhận đó, họ chuyển hướng à. Thì cái điều đó thì bây giờ tôi nói thí dụ gần cho quý Phật tử thấy. Thí dụ như trong gia đình cha mẹ già đau, khi đó có người cha hoặc người mẹ mất, có một người con đương ở xa, thì cả nhà đều trông cái người con nó về để gặp mặt. Thì trong khi cả nhà đều hướng về, nghĩ về người em hoặc người anh hoặc người chị đó, thì cái người đó dù ở xa đâu mấy đi nữa, ngày đó về không kịp cũng là thấy trong lòng nó xao xuyến, nó khó chịu, phải không? Nó xao xuyến khó chịu thì cái đó tại sao? Là tại cái sức, cái tâm lực của chúng ta còn yếu, cho nên nó có cảm mà cảm nó không được nhiều, không được mạnh, nó không sáng tỏ, thành nó có cái gì làm cho họ khó chịu lạ lùng thôi, nhưng họ chưa biết rõ. Còn nếu cái tâm niệm của chúng ta rất là thanh tịnh thì phải chuyển được cái người kia, họ biết được cái gì mà mình muốn cho họ biết, thì cái điều đó nó rất là rõ ràng, tuy quá tầm mắt của chúng ta nhưng không phải là không có, phải không? Bởi vậy cho nên mấy người thôi miên đó, họ chỉ dùng cái sức điện mình, họ sai khiến mình đó, bảo mình đứng cái mình đứng, bảo mình ngồi mà họ không có dùng tới tay gì hết trơn. Như vậy thì tại sao? Tức là cái sức nhân điện họ mạnh, họ điều khiển được mình đó. Thì như vậy thì quý vị mới thấy nơi mình có một cái sức mạnh. Cái sức mạnh đó nếu mình hướng về những cái người nào thành tâm nguyện cho cái người đó chuyển được những tâm niệm, thì nếu cái sức mạnh mình mạnh hơn thì chuyển được. Bởi vậy cho nên cái nói cái cầu nguyện mà nó có kết quả là như vậy, chứ không phải chư tăng nguyện cái là có Phật đi tới cái chở người đó đi về cõi kia, không phải. Hay là có những vị thiên thần hộ pháp mà tới đó dẫn người đó đưa về cõi kia, không phải. Mà đó là chỉ dùng cái lòng thành chú nguyện của mình, rồi người kia chuyển được cái tâm của họ đó. Mà chuyển tâm của họ tức là từ một cái tâm xấu chuyển thành cái tâm tốt, mà chuyển thành tâm tốt thì tức là cũng là nhân quả, tâm tốt thì được sanh như quả tốt. Như vậy thì nó rõ ràng nhân quả chứ, nó đâu có thoát ngoài nhân quả, phải không? Hiểu vậy mới khỏi có nghi ngờ, chứ không thì nhiều vị hoang mang nói tại sao mà Phật nói nhân quả, ai làm nấy chịu, mà cha không thể thế cho con cũng không thế cho cha, mà bây giờ đây thì chư tăng cầu nguyện cái người kia được sanh chỗ khác thì chuyện nó mất nhân quả rồi à. Nhưng đây nó vẫn là nhân quả, vì y cứ trong cái chánh báo và y báo à. Cái chánh báo chuyển thì y báo theo đó mà chuyển, mà chánh báo chuyển là phải có cái cơ hội, có một cái sức mạnh gì đó đánh thức họ thì họ mới chuyển, chứ còn bình thường họ không chuyển được à. Cũng như quý Phật tử, có những người trước kia chưa bao giờ biết đạo, nhiều khi còn không muốn tới chùa là khác nữa,
nhưng mà gặp cái duyên gì đó, hoặc là có một cái buổi nghe pháp, hoặc là có một cái sự gì xảy ra trong gia đình, cái ngang đó cái bỗng nhiên thức tỉnh cái muốn đi nghe tới với đạo, thì như vậy có một cái cơ hội liền chuyển được tâm niệm, mà chuyển tâm niệm cái mình thay đổi cái cuộc sống. Đó là cái lẽ thật như vậy. Như vậy thì quý vị mới thấy cái ý nghĩa quan trọng của cái ngày lễ Vu Lan là như vậy. Bởi vì sức của một người không làm được, không thành một cái sức mạnh để chuyển được những tâm niệm của những người nghiệp chướng nặng nề, cho nên phải nhờ tới nhiều người. Mà nhờ nhiều người đó, nói cho đúng là phải nhiều người thanh tịnh, phải không? Bởi vậy nên trong kinh Vu Lan, trong đó kể nè, Phật dạy ngài Mục Kiền Liên đi trước ai nè, đó là Thỉnh Tiêu Tăng, hoặc là Sơn Lâm Thiền Định nè, Thọ Hạ Kinh Hành nè, Lục Thông La Hán vân vân, chứ không có thỉnh lôi thôi. Mình bây giờ cứ thỉnh đủ 100 thầy được hả? Mà không biết thầy đó tu sao. Thì nhiều khi cái đó làm cho chúng tôi thấy mình hơi hình thức. Nếu mà mình không tin được những gì đó tu hành chân chính thì tốt hơn cả gia quyến của mình, phải không? Gia quyến mình, anh em, vợ chồng, con cái tụ hợp lại, mình tụng kinh, rồi mình thành kính, mình cầu nguyện cho cha mẹ mình cũng có sức mạnh vậy, phải không? Còn những cái gì mà thí dụ như ông thầy cúng những anh thịt uống rượu mà thỉnh về ông cầu có hơn gì mình đâu, phải không? Vậy mà mình quen cái hình thức rồi, cứ miễn có cái đầu tròn áo vuông đó gõ chốc chốc chen chen cái thì mình chịu, phải không? Mà không nghĩ tới cái sức mạnh và tinh thần đó. Tôi nói ở đây để cho quý vị hiểu cái sức mạnh chuyển hướng là do tinh thần, phải không? Cái tập trung tinh thần của mình hướng về một người mà tinh thần đó nó trong sạch thì có ảnh hưởng lớn. Còn cái tinh thần đó nó đen tối quá chiếm gì nổi, nhiều khi nó còn thêm đen tối người ta nữa, nó lây cái đen tối tới người khác nữa. Cho nên mình phải hiểu, nhiều khi lời Phật dạy nó như vậy mà mình lại hiểu khác, mình làm khác đi, rồi mình chỉ có theo cái hình thức mà nó không có kết quả. Đó là tôi nói nó rõ ràng cho tất cả quý vị biết cái quan trọng à. Đó là tôi nói về cái tâm. Mà nếu tâm như vậy, tâm thanh tịnh như vậy thì tự nhiên được cái cõi nước thanh tịnh. Tôi dẫn chứng như bây giờ có một số Phật tử tu về pháp môn tịnh độ, niệm Phật cầu sanh về cõi cực lạc. Mà cực lạc tức là cõi tịnh hay cõi quế? Cõi tịnh. Mà muốn về cõi tịnh thì Phật dạy mình phải làm sao? Niệm Phật để nhất tâm. Mà nếu nhất tâm thì còn có nghĩ xấu, nghĩ bậy gì đâu, không tịnh, phải không? Mà nhất tâm tức là tâm thanh tịnh. Mà thanh tịnh thì nhất định về cõi tịnh, không nghi ngờ vậy trời. Còn cái này tai là lành chửi niệm Phật, mà còn trong bụng người tính mai làm cái gì đó để mà gian lận cho có mau tiền nhiều, phải không? Móc túi người ta này kia đó. Thì như vậy đó thì tâm tịnh chưa? À, như vậy mà chưa tịnh mà tính là niệm cho đủ 10 chuỗi rồi cò mà cò nặng người cho tới mấy trăm chuỗi đó, mấy ngàn chuỗi đó được Phật trước. Tai lành chửi mà cái tâm không có tịnh, thấy không? Miệng niệm tai lành mà cái tâm nghĩ vậy thì tâm không tịnh, mà tâm không tịnh thì cõi tịnh đâu có được, phải không? Bởi vậy cho nên Phật dạy mình tâm phải tịnh thì cái cõi nước nó tịnh à. Rồi lại có một số Phật tử lại đông ra nghi hỏi chúng tôi thế này, nói thưa thầy, tụi con niệm Phật cầu sanh thì tịnh độ, chết thì được Phật trước thì tịnh độ, còn quý thầy tu thiền không cầu sanh gì đâu hết trơn, rồi chết thì quý thầy lang thang thì sao? Người ta có chỗ hướng, người ta niệm thì tịnh độ thì sao Phật trước thì cực lạc ở sướng không, còn quý thầy cứ không có cái cầu gì hết trơn, rồi không có chỗ cầu thì chết rồi cái đi lang thang. Lang thang thì chừng đó không biết gái vào đâu à. Đó là cái hiểu lầm của quý Phật tử, không hiểu cái câu tâm tịnh thì độ tịnh, chánh báo tốt thì y báo tốt. Vì cái người tu thiền có hai trường hợp: đã được thiền định viên mãn thì gọi là nhập niết bàn, thì khỏi nói sanh ở nơi này nơi kia nữa à. Còn nếu mà mình chưa có được
cái định viên mãn á, thì hàng ngày mình tu tâm mình nó sáng, nó trong sạch, bớt những cái niệm loạn tưởng xấu xa, những niệm loạn tưởng xấu xa mình bớt đi á, thì tâm mình trong sạch. Tuy không trong sạch hoàn toàn nhưng mà nó cũng khá khá một chút. Mà nó khá khá một chút thì chết á, chưa có nhập niết bàn được, thì tùy cái tâm tịnh đó nó đến cõi tịnh. Nếu tâm tịnh 50% thì đến cõi tịnh 50%, được 80% thì đến cõi tịnh 80%. Chứ vô lý tâm tịnh rồi trở lại lang thang à. Lang thang chỉ là cái kiếp ngạ quỷ, là quỷ đói mới lang thang. Mà cái kiếp ngạ quỷ là do tâm tham lam bỏng tẻn kết hợp. Còn mình tu tâm từ bi, rồi có niệm hỷ xả, rồi lại còn có chuyên tâm để cho nó an tịnh nữa, thì làm gì mà phải lang thang, phải không? Chỉ sợ tâm không tịnh thôi đó. Bây giờ tôi thí dụ như vậy, thí dụ như là có một Phật tử muốn đi Huế. Phật tử đó liền có cái nói rằng tôi ở Huế có cái nhà chị ruột, anh ruột ở đó, cho nên tôi ra tôi ở cái nhà đó. Thì yên lòng quá rồi. Bây giờ có người cũng đi Huế mà không có nhà anh chị gì ngoài đó hết trơn á, nhưng bây giờ họ có tiền đầy túi, thì họ đi ra Huế họ có lang thang không? Thì họ không có nhà anh ruột chị ruột, không có chỗ để nhắm, nhưng mà ra đó coi khách sạn nào đẹp thì ở, phải không? Chứ không có tiền. Thì như vậy thì ai hơn ai? Mình ở nhờ nhà anh nhà chị với cái người ta có tiền nhiều, tôi mướn khách sạn sang ta ở, ai hơn ai? Rồi nghe nói ôi mấy người mà không có nhà quen mà ở Huế thì ra ngoài thì lang thang, chuyện vô lý. Không có nhà quen mà lại túi không có tiền nữa đó thì lang thang thiệt, phải không? Không có nhà quen mà túi đầy tiền mà lo gì, phải không? Không có khách sạn này thì có khách sạn khác lo gì. Cũng như vậy, mình chỉ sợ tâm mình không thanh tịnh, chứ đừng nói rằng không có cõi tịnh để cho mình, phải không? Vì vậy mà quý Phật tử hiểu cho thật rõ, mình mới đừng không có lầm, đứng bên này chỉ trích bên kia, phê bình bên nọ, nó lôi thôi, phải không? Hiểu rõ thì ai tâm tịnh thì người đó được sanh cõi tịnh. Chẳng những là người Phật tử tu tịnh độ, tu thiền thôi, mà giả sử người nào không phải Phật tử mà tâm họ tịnh, họ cũng vẫn sanh được cõi tịnh à. Chứ đừng có nói mấy người không phải Phật tử thì sẽ sanh chỗ ác, chỗ xấu, không phải. Nếu tâm họ thanh tịnh, họ cũng sanh cõi tịnh như thường. Đó, hiểu như vậy thì mới thấy rằng cái chánh báo tốt thì cái y báo nó tốt à. Đừng có lo, thấy không? Đừng lo không có cái chỗ tốt dành cho mình. Đó.